Hello, xin kính chào tất cả các bạn nha, các anh em bẫy chim nha. Chúc các bạn dồi dào sức khỏe các bạn ơi. Hôm nay mình với đại ca Phấn đi kéo chim sắc ô ở dưới Long An nha các bạn. Giờ vô cái đống sậy nè các bạn không? Giăng lưới rồi, bây giờ mình đang giăng lưới nha các bạn. Nãy giờ trời còn nắng giăng lưới mệt quá các bạn ơi, thở hết nổi luôn à. Nãy giờ muốn xỉu luôn á, các bạn nói sung sướng gì. Gần gặp bắt con chim được cực khổ lắm các bạn ơi, chứ không phải là sung sướng gì đâu các bạn ơi. Các bạn nghỉ lễ vui vẻ không? Ngày mai này mình bắt tay vào việc tiếp nha các bạn ơi. Mình cũng nghỉ lễ hai bữa rồi. Giờ mình cũng bắt tay vào việc đây. Các bạn xem kênh mình nhớ đăng ký và chia sẻ ủng hộ mình nha các bạn ơi. Để cho có cái động lực để làm video tiếp theo cho hay hay. Để mình có nhiều like, rồi mình sẽ sắm cái máy quay ngon lành, mình quay cho các bạn xem ngon lành nha các bạn. Giờ cái điện thoại của bắp này quay con không được gõ máy, nên các bạn xem nhức mắt. Để mình sắm cái máy quay chống rung rồi này kia quay cho các bạn thấy cho nó rõ. Đây, lưới mình vừa làm gần xong rồi các bạn ơi, chút xíu nữa xong rồi. Lưới mình lưới mùng nha các bạn, bữa nay quýnh lưới mùng nha. Bài chim này đông lắm các bạn ơi, các bạn nhớ đón xem nha. Chia sẻ ủng hộ mình, cho mình một like và một share. Cảm ơn các bạn nha các bạn. Rồi, giờ anh em mình làm lưới tiếp các bạn ơi. Hello, xin kính chào tất cả các bạn nha. Kính chào các anh em bẫy chim nha. Chúc các bạn, các anh em bẫy chim dồi dào sức khỏe nha. Hôm nay mình với đại ca Phấn đi kéo chim đêm các bạn ơi. Đây, mình giăng lưới mùng đây các bạn. Giờ mình vô sớm mà mình làm cái lưới mùng mình giăng luôn. Đó. Đây, lưới mùng mình vừa giăng xong nha các bạn ơi. Bài chim này đông lắm nha các bạn. Tối nay các bạn nhớ đón xem ha. Tối nay coi mình làm như thế nào nha các bạn. Đây, lưới mình giăng vừa xong nha các bạn. Cục sậy này cũng nhỏ à các bạn ơi. Bài chim cũng đông, cục sậy nhỏ à. Bây giờ mình làm xong rồi, giờ chuẩn bị luồn con dây này đuổi một cái là lụm gạo thôi nha các bạn. Đó, bây giờ mình làm lưới xong hết rồi, mình kéo tùng kéo này kia xong xuôi hết trơn rồi. Bây giờ mình hạ lưới xuống nha các bạn. Mình hạ lưới xuống chờ chim mới về ngủ, rồi tối mình kéo lên, mình quất nó nha. Thôi giờ mình với đại ca Phấn đi luồn dây thôi. Để chừng nào mình kéo vô mình quay cho các bạn xem nha các bạn. Các bạn xem nhớ đăng ký kênh và chia sẻ ủng hộ mình nha các bạn. Để mình có cái động lực để làm những video tiếp theo cho nó hay hay các bạn ơi. Các bạn mà đăng ký kênh nhiều nhiều mình lãnh tiền YouTube được, mình mua thêm một cái máy quay chống rung cho các bạn xem cho nó êm chút. Mình cũng đang mộng cái máy quay đó dữ lắm các bạn ơi. Để quay cái điện thoại cù bắp này hoài nó các bạn xem nhức con mắt. Thôi chừng nào vô mình quay cho các bạn xem, không nói nhiều nữa nha các bạn. Ê bạn ơi, giờ mình vô lưới rồi nha các bạn. À, bạn xem à. Quá bạn ơi, quá cỡ luôn nha. Coi lên cái gọ mình kìa bạn, đầy luôn á chảnh kìa bạn ơi. Bạn thấy không? Đó, đầy luôn nha bạn. Quá đã, quá đã bạn ơi. Hai bên cánh nè, ngồi lên cái túi kìa các bạn, thấy cái túi của mình vô đầy cái túi luôn rồi. À, bên này à, bên này là bên cánh đại ca đang bắt à, nằm đây nè, giờ đây nè, nó chui xuống cánh quá chí luôn nha các bạn. À, đó các bạn xem à, quá chí luôn à. Dính hình như là muốn hết luôn rồi nha các bạn.
Đó, các bạn xem thấy không? Quá đã. Bên này nè. Bên cái cánh bên này nó cũng nhiều lắm nha các bạn. Giờ bên này quá chí. Ôi lên đó không biết sao đỡ luôn các bạn. Ngồi luôn. Áo già đầu đỏ nhiều lắm nha các bạn. Áo già đầu đỏ quá trời, áo già đầu đỏ luôn. Các bạn nào có nuôi áo già đầu đỏ gần mình thì mình đến cho một cặp nha các bạn. Nhớ chia sẻ ủng hộ mình là mình đến cho một cặp áo già đỏ nha. Đó. Đây để mình hạ cái này xuống cho lại cao bắt các bạn ơi. Bắt từ từ vô. Giờ có hai anh em mà làm từ từ mới được. Đó, mình hạ cái này xuống cái là nó bay lên túi hết luôn nha các bạn. Cái lưới này mình quấn cái này là cũng đỡ cái bắt lắm nha các bạn ơi. Để hơi mình chút cái túi cho bạn xem. Hả? Cái túi dữ lắm, cái túi. À, mình hạ xuống từ từ cái là nó chạy vô cái túi hết trơn à. Chứ ngồi mà bắt mấy trăm con chim mà bắt chừng nào mới xong các bạn. Bắt hai bên cánh sơ sơ là nó chạy lên túi cái là hơi mình chút cái túi cái là xong các bạn ơi. Để ca lụm như cu lụm đậu cái lẹ luôn nha các bạn. Chụp đó. lỗ gách chui ra ngoài nha các bạn. Đấy, nó lên kìa các bạn. Ôi có kìa nè, để mình quay cho các bạn xem là lên đầy luôn, nó chảnh luôn nghe các bạn. Đó. Quằn cái cây sào luôn. Hơi chắc cái cục cái cây sào luôn quá các bạn. Quá chí rồi nó lên. Xong chưa? Tạc. Đi trước vậy mà vô hết. Con em vô quá trời vô lẹ luôn mà còn tạc nữa. Nó đi từ từ không à. Vậy mà còn tạc nữa. Nó đâm một khúc lưới nữa kìa. Dướng gì vậy? Ồ, các bạn thấy không? Coi kìa. Lung linh quằn cái sào luôn kìa các bạn thấy không? Sào sắt mà quằn luôn nha các bạn. Đây mình hạ cái này xuống lại cao bắt cái chút xíu mình quay cái túi cho bạn xem bạn ơi. Đây các bạn ơi. À, cái túi mình nè các bạn. Đó, các bạn xem thấy không nè. Vô cái túi rồi nha các bạn. Đó. À. Đây. Vô cái túi rồi đó các bạn thấy không? Hết chân vô túi luôn nha các bạn. Nè. Bạn thấy chưa? Quá chí luôn à. Nha. Chàng ở đây nè các bạn ơi. Quá chàng. Lắc quá. Lắc quá lắc. Bạn thấy không rõ. Bọt này. Này hư rồi. Thiệt tình sao chúng cái gì nó nhảy lên. Ê bạn ơi. Đó. Giờ vô túi rồi nha các bạn. Nè. Túi nè. Quá chí rồi. Nó nằm nè. Nó nằm nữa bạn ơi. Ra. Quá quá tài. Đó. Áo già đầu đỏ nhiều lắm nha các bạn. Đó, áo già đầu đỏ cũng dữ dằn luôn các bạn thấy không? À. Dài này luôn nha. Trên đây một đống ở đây luôn nè các bạn ơi. Nè. Nè, đống luôn nè, thấy không? Quá chí rồi.
Rồi cái này anh em nào có nuôi áo dài đầu đỏ thì mình đến cho ăn cặp nha, nếu fan. Các bạn thấy không? Đóng luôn. Giờ mình vô lòng thôi các bạn ơi. Vũ cái này đẳng vô lòng, kéo cái này thẳng thẳng ra rồi. Đuổi đuổi ra là thẳng luôn. Đó. Từ từ cho lại đẳng bớt cái gì là cái chặn khúc đổ vô lòng. Đó các bạn ơi. Quá chí rồi nghe các bạn. Thôi giờ mình đổ vô lòng thôi các bạn ơi. Mình gác máy mình đổ vô nha. Đây các bạn ơi. Thành quả của mình đây. Cứng hết trơn luôn nha các bạn. Cứng hết luôn các bạn ơi. Rồi cho xuống dưới luôn nha. Đó, quá đã nha các bạn ơi. Bữa nay trúng số nha các bạn. Từ trên xuống dưới cứ ngắt luôn. Bạn áo già nè các bạn. Thấy không? Áo già nhiều lắm nha các bạn. Đây áo già nữa nè. Áo già nhiều lắm các bạn ơi. Đây. Đó. Nhóc hết trơn các bạn thấy không? Chim áo già thì thôi khỏi nói rồi. Ca giác ra le lử luôn. Quá đã. Một lòng luôn nha các bạn ơi. Mình cũng xin kết thúc clip đây luôn nha các bạn ơi. Nếu các bạn xem clip mình đăng ký kênh và ủng hộ mình nha các bạn. Mệt quá các bạn ơi. Hai anh em giờ muốn xỉu luôn rồi. Vừa đói mà vừa khát nữa các bạn ơi. Khổ quá. Mồ hôi mồ kê hai anh em ướt hết rồi. Giờ giác như hết nổi rồi. Giờ ngồi nghỉ một chút các bạn ơi. Chịu hết nổi rồi các bạn ủng hộ mình đăng ký kênh chia sẻ ủng hộ mình nha các bạn ơi. Để mau mau mình có tiền YouTube để mình mua cái máy quay đặc biệt cho các bạn xem cho nó đã mắt. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha các bạn. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.